Em chào tất cả các anh chị đang yêu Hoa Lan trên toàn quốc này. Đó, hôm nay em sẽ lên cho các anh chị tầm một số mặt hàng rừng thuần nhé các anh chị yêu nha. Đó, bắt đầu em vô bán hàng nha các anh chị yêu nha. Đầu line này, em sẽ lên cho các anh chị sưu tầm một cái dòng là trúc Phật Bà nha các anh chị yêu nha. Trúc Phật Bà và hàng này là em đã thuần nha các anh chị yêu ơi. Thân thủ của em nó rất là phê như thế này luôn nha các bác nha. Thân thủ rất là phê như thế này luôn. Đó, một chậu như thế này là em đã thuần là năm thứ 2, năm thứ 3 rồi nha các anh chị yêu nha. Một chậu như thế này, hàng này là em đã thuần năm thứ 2, năm thứ 3 rồi. Và em nên mã đầu tiên cho các anh chị yêu toàn là mã này là mã số 4 nhá. Mã số 4 này em bán giao lưu với anh chị yêu nhà mình là giá chỉ có 220.000 một chậu, em bao phí ship thôi nha. Giá chỉ có 220.000 một chậu mã số 4 nha. Em bao phí ship về tận nhà luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị yêu nha. Đó, tiếp tục em lên cho các anh chị yêu sưu tầm là mã số 3 này. Mã số 3 này em bán giao lưu là 200.000 một chậu, em bao phí ship nha. 200.000 một chậu, em bao phí ship. Đó, 200.000 một chậu, em bao phí ship như thế này nha. Đó, mã số 3 nha, 200k một chậu. Quá đẹp luôn nha các anh chị yêu ơi. 200.000 một chậu mã số 3, em bao phí ship về tận nhà luôn nha. Đó, em lên cho các anh chị sưu tầm tiếp tục là mã số 7 nha. Mã số 7 này em cũng bán giao lưu là 220.000 một chậu. Trúc Phật Bà nha các anh chị ơi, thân thủ của em nó rất là phê và rất là đẹp như thế này luôn này. 230.000 một chậu, em bao phí ship. Đó. Anh chị yêu là yêu thương thì ủng hộ cho em gái nha. Đó, các anh chị ơi đang xem like chấm phẩy bài like và nhớ đăng ký kênh cho em gái nha. Em nên tiếp tục cho các anh chị sưu tầm là một dòng giả hạc rừng nha các anh chị ơi, giả hạc rừng. Em nên cho các anh chị sưu tầm là mã này là mã số 5 nha. Mã số 5 này em bán giao lưu với anh chị yêu nhà mình là giá chỉ có 260.000 em bao phí ship thôi nha. Mã số 5, 260k em bao phí ship mã số 5 nha. Đó, mã số 5 nha. Em nên cho các anh chị sưu tầm một cái dòng nữa là Sơn Thủy Tiên nha các anh chị ơi. Sơn Thủy Tiên nha. Mã số 42 nha. Em bán giao lưu với anh chị yêu nhà mình là 340.000 em bao phí ship mã số 42 nha. Quá đẹp luôn nha các anh chị yêu ơi. Quá đẹp luôn nha. Đó. Em tiếp tục cho các anh chị yêu nhà mình sưu tầm là Sơn Thủy. À quên, cái này là Kiều Vuông nha các anh chị yêu ơi. Kiều Vuông Lộc Bắc chuẩn hàng rừng Lâm Đồng nha. Kiều Vuông Lộc Bắc chuẩn hàng rừng Lâm Đồng. Mã số này là mã số 20 nha các anh chị yêu nha. Em bán giao lưu là 500k nha. Mã số 20 em bán giao lưu là 500.000. Đó, quá đẹp luôn nha các anh chị nha. Mã số 20 em bán là 500k. Em tiếp tục cho các anh chị sưu tầm là một cái dòng mới là Kim Điệp Xuân nha các anh chị ơi. Kim Điệp Xuân hoa vàng nha các anh chị nha. Kim Điệp Xuân hoa vàng. Đó, mã này là mã số 21 nha các anh chị nha. Mã số 21 Kim Điệp Xuân Lâm Đồng. Em bán giao lưu cho các anh chị nhà mình là 350.000 một chậu như thế này, em bao phí ship về tận nhà nha. 350.000 một chậu như thế này, em bao phí ship về tận nhà. Kim Điệp Xuân Lâm Đồng nha các anh chị nha. Mã số 20, 350.000 một chậu, em bao phí ship về tận nhà nha. Đó. Em lên tiếp theo cho các anh chị sưu tầm là Năm Tu Xuân nha các anh chị nha. Năm Tu Xuân, mã số này là mã số 12, mã số 12 Năm Tu Xuân. Đó, hàng lỡ xuân lỡ Tết nha các anh chị nha. Năm Tu Xuân, hàng lỡ xuân lỡ Tết. Đây cái mắt hoa của em nó như thế này nha các anh chị nha. 230.000 một giỏ như này em bao phí ship nha. 230.000 một giỏ Năm Tu Xuân như này em bao phí ship về tận nhà luôn. Đó, anh chị yêu là yêu thương đơn nào thì ủng hộ cho em gái đơn đấy. Đó, các bác đang xem trực tiếp trên TV ấy, thì liên hệ cho em theo cái số điện thoại là 0919536598 để chốt hàng nha các anh chị nha. Đó, em nên tiếp tục cho các anh chị sưu tầm là một em châu nha. Châu này là châu Thái Nám Mít nha các anh chị ơi. Châu Thái Nám Mít, đó cây rất là to và lá xếp như thế này luôn nha các anh chị ơi. Đó, một cây châu như này em bán giao lưu với anh chị nhà mình là mã số 16 là 750.000 nha. Mã số 16 là 750.000. Đó, anh chị yêu là yêu thương thì ủng hộ cho em gái. Mã số 16 là 750.000. Đó, em nên tiếp tục cho các anh chị nhà mình sưu tầm là mã số 22. Giả hạc hoa hồng đỏ nha các anh chị nha. Mã số 22, giả hạc hoa hồng đỏ. Em bán giao lưu với anh chị nhà mình là 300.000 một chậu như này em bao phí ship. 300k một chậu giả hạc hoa hồng đỏ em bao phí ship nha. Đó. Riêng cái dòng hoa hồng đỏ này là cái mắt hoa của em nó rất là đẹp và hoa của em nó kia là một mắt của em nó là 2 đến 3 4 bông như này nha và hoa của em nó rất là sai luôn nha các anh chị nha. Đó, một chậu như này em bán giao lưu là 300k em bao ship nha. 300.000 em bao phí ship. Đó. Em tiếp tục cho các anh chị sưu tầm là mã số này là mã số 18, mã số 18 nha. Một cái dòng là Thiên Cung Nữ Bố nha các anh chị ơi. Thiên Cung Nữ Bố. Đó, rất là đẹp như thế này luôn. Em bán giao lưu với anh chị yêu nhà mình một chậu Thiên Cung Nữ Bố như thế này.
là 300.000 em bao phí ship nha. 300k một chậu thiên cung nữ bố như này, em bao phí ship về tận nhà luôn nha các anh chị nha. Đó, quá đẹp đúng không chị nhà mình? Quá đẹp luôn. Đó, em nên tiếp tục cho các anh chị sưu tầm này. Là một cái dòng là phi điệp tím xưa nha. Phi điệp tím xưa như thế này nha các anh chị ơi. Phi điệp tím xưa, hàng lá mít. Đó, một chậu như này em bán ra nhiêu là 220.000 em bao phí ship. Thân thủ rất là phê như thế này luôn nha các anh chị nha. Phi điệp tím xưa, mã số 8 là 220.000 em bao phí ship. Đó. Tiếp tục em lên cho các anh chị sưu tầm là kiều môi tua nha các anh chị nha. Kiều môi tua này em bán ra nhiêu là 280.000 một cặp em bao phí ship nha. Kiều môi tua 280.000 một cặp em bao phí ship. Đó, quá đẹp đúng không anh chị nhà mình? Quá đẹp luôn. Đó. Em lên tiếp tục cho các anh chị mình sưu tầm này. Mã này là mã số 2, nhạn 4L nha các anh chị ơi. Nhạn này là nhạn 4N nha. Nhạn tháng 8 nhạn 4N này. Em bán giao lưu một chậu như này là 430.000 em bao phí ship nha. 430.000 em bao phí ship. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, anh chị yêu là muốn sưu tầm hàng to thì đằng sau em có nha. Đằng sau em có là hoàng thảo vôi này. Hoàng thảo vôi này, trâu này, năm cái trắng họng tím này. Đen rỗ úc mắt đen này. Đó, rất là nhiều mặt hàng luôn nha các anh chị yêu nha. Em nên cho anh chị sưu tầm là một cái chậu đen rỗ úc mắt đen này. Một cái chậu đen rỗ úc mắt đen như thế này nha. Em bán giao lưu với anh chị yêu nhà mình là giá trị có là 350.000 một chậu em bao phí ship thôi nha. 350.000 một chậu đen rỗ úc mắt đen như thế này. Em bao phí ship về tận nhà luôn nha các anh chị yêu nha. Rất là nhiều đầu thân như thế này luôn ạ. Đó, phải nói là rất là nhiều đầu thân luôn nha các anh chị yêu nha. 350.000 một chậu em bao phí ship về tận nhà. Quá đẹp luôn anh chị yêu nhà mình, quá đẹp luôn. Đó, em nên tiếp tục cho các anh chị yêu sưu tầm nữa này. Là một dòng đen rô xuân nha các anh chị ơi, đen rô xuân. Đó, bao phê như thế này luôn nha các anh chị ơi. Mã số này là mã số 24 nha. Đen rô xuân, mã số 24. Em bán giao lưu với anh chị yêu nhà mình là 400.000 một cặp như thế này luôn nha. 400.000 một cặp đen rô xuân. Đó, anh chị yêu nào yêu thương đơn nào thì ủng hộ cho em gái, và cho em gái xin cái số điện thoại hoặc liên hệ cho em gái theo cái số là 0919536598 và cho em xin nút tích trang và đăng ký kênh nha. Đó.